gì vậy chị gái? Ủa cái gì vậy cô gái? Bồ của bạn mình mà rủ đi shop pin chung là sao? Tôi không hiểu tại sao cô bé lại nổi giận với tôi nữa. Trời ơi, cô gái đi shopping chứ không phải đi hotel mà rần rần rộ rộ vậy cô gái. Không có con trà xanh nào mà tự nhận mình là trà xanh hết trơn á. Ê, 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 cô bé, cô bé, nói nghe nè cô bé. Quá hồn ào. Ăn bậy được chứ không nói bậy được nha cô gái nha. Tôi có ăn bậy ha, tôi cũng không ăn bồ bạn mình. Cô ăn là sao? Hôm nay mà không làm cho lẻ chuyện này á là không được. Tôi quậy banh cái vụ này lên. Ủa, rõ ràng Triều biết á, BB là bạn trai của tôi mà Triều vẫn rủ BB đi shopping chung. Vậy là muốn qua mặt tôi rồi. Tỉnh đi cô bé ơi. Bình tĩnh mà nghe người ta giải thích cho cô bé. Tôi có ăn bậy á, tôi không ăn bồ bạn. Trời ơi, nói nghe ra cái gì ăn? Cào đầu. Nè 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 nè. Bình tĩnh đi, có chuyện gì vậy? Khi mà Cano gọi cho tôi á, thì tôi biết là tới bà công chuyện đó rồi. Chuyện gì, chuyện gì? Bây giờ anh còn bên con Tiêu đây này nữa hả? Cái gì? Em nói cái gì vậy Phú? Em phải nghe người ta giải thích chứ. Nghe, nghe. Yes. Phước, anh thấy em hơi quá rồi đó. Kiểu lúc đó tôi bị mất kiểm soát á, nên không có kiềm chế được. Em điên hả Phước? Tụi anh chỉ là đồng nghiệp thôi mà. Đồng nghiệp, buồn cười thay cho hai chữ đồng nghiệp. Giới trẻ ngày nay thối đời bạc bẽo. Đồng nghiệp mà rủ đi shopping, bồ tôi đó. Bây giờ nói thẳng nha cô bé, đi shopping chứ phải đi hotel nha. Với lại một phần nữa là đi để nhờ mua đồ giùm bạn trai của tôi. Lựa đồ giùm bồ bà, rồi bà lựa luôn bồ tôi hay vậy? Thôi cái ông nhỏ này thôi mà. Ôi. Tới đây thì tôi hiểu được là Phước chưa biết thông tin gì về chương trình khuyến mãi rồi. Khuyến mãi? Chương trình khuyến mãi? Ui. Ôi. Vậy là em chưa biết rồi. Khi đến các store mới của Ava Sport, Ava Fashion, Ava Kids, Ava G, khách hàng sẽ có chương trình khuyến mãi đồng loạt giảm ngay 20% cho tất cả các sản phẩm đầu tiên và giảm đến 40% cho sản phẩm thứ hai. Ngoài ra còn rất nhiều ưu đãi khác. Thấy chưa, nghe chưa cô gái ơi, cô gái à. Rồi đi đâu vậy? Trời ơi, quê nhục thì đi trốn chi đâu. Thì sale cỡ đó không đi shopping cái gì đâu nữa vậy. Trời, đi chung với. Tụi em, dạ. Ráp vô. Nhìn tụi em y chang Tứ Linh á. Long, Lân, Quy, Phụng. Anh lại tụi em một lại nha. Trời ơi, anh quá thiệt. Ai đi tụi em hay lắm anh. Giỡn mặt cái anh nè. Ủa? Tụi em, nhãn hàng của tụi anh là Ava Fashion, Ava Sport, Ava Kids, Ava G. Chứ không phải avatar mặt tụi em. Tụi em làm cái quảng cáo mà không một ai biết tới chương trình khuyến mãi của tụi anh. Rồi bán cái gì? Cửa hàng đâu? Phước. Đó, cửa hàng đó anh. Sai, trời ơi. Cửa hàng đó anh không thấy hả? Nè, mình thích cho anh nghe đơn giản dễ hiểu thôi. Bây giờ cửa hàng của tụi em là gì ạ? Ava Sport. Chúng ta bán đồ thể thao đúng không ạ? À? Có xe đạp nè, có dụng cụ tập thể thao nè. Tiếp theo là gì ạ? Ava G. Tụi em bán gì ạ? Đúng rồi, bán phụ kiện thời trang, bán trang sức. Rồi anh không thấy hả? Ava Kids đó, tụi em bán đồ mẹ và bé nè. Còn Ava Fashion anh thấy không? Tụi em quá có tâm, tụi em đẩy hẳn nguyên cái sào đồ vô treo đồ của ba em trên đó luôn mà. Em thiệt, nhìn rất là sang. Thời thượng. Quá sang luôn. Bây giờ anh đâu có nói được gì nữa đâu. Chỉ có việc là đặt bút, ký giấy hợp đồng thôi. Thôi thôi, tôi quá mệt mỏi rồi. Tụi em ơi. Dạ. Idea lần này của tụi em quá trôi. Trôi. Trôi tuột á. Tôi muốn lần này idea phải trực quan hơn, thông minh hơn. Mọi thứ phải được diễn ra trong cửa hàng. Quan trọng kêu gọi được mọi người tới mua hàng. Nhấn mạnh được chương trình khuyến mãi diễn ra trong 4 chuỗi cửa hàng sắp khai trương. Làm được không? Làm được không? Ê, hay là tụi mình sử dụng tiệc chiêu cuối đi. Ai? Gì? Không có được đâu. Cái tiệc chiêu cuối á là để khi nào mà dầu sôi lửa bỏng mình mới xài được. Thì bây giờ đây là dầu sôi lửa bỏng rồi nè. Nè. Rồi nên nếu bây giờ không còn cách á, tức là không có cách nữa luôn á. Ê, trời. Nói gì vậy trời? Thôi thôi thôi, em thấy không được đâu. Trời, làm một cái là coi như là bị tẩu quá nhập ma đó. Phim kiếm hiệp phải làm gì tẩu quá nhập ma chứ sao? Cái tuyệt chiêu cuối ở đây là cái gì? Là mình sử dụng cái idea ngay từ đầu, mình đưa cho khách hàng coi. Anh,
tụi em có ai đi. Con mắt thẩm mỹ bà có vấn đề hả? Ăn mặc kiểu gì vậy? Tại người ta đi mua sắm một mình chứ bộ. Trời ơi, còn bà nhìn lại bà đi, lương mà chê lịch nhớ. Đừng đi mua sắm một mình, vì có đôi vui hơn. Hơn nữa, khi mua sắm tại cửa hàng Ava Fashion Thế Giới Thời Trang Trẻ, bạn sẽ nhận ngay ưu đãi siêu giảm giá khi mua từ sản phẩm thứ hai, giảm ngay 40% và vô vàn ưu đãi khác nhân ngày khai trương. Ava Fashion Thời Trang Trẻ cho ngày hứng khởi. Lem ơi, Tấm đang coi nữ trang để ngày mai đi dự lễ hội nè. Nhưng mà Lem thấy Tấm hơi nghèo. Tấm cũng thấy Lem hơi bần. Nhưng Tâm bần hơn Lem. Hay Lem nghèo hơn Tâm? Không có tiền sao mua. Đừng đi mua sắm một mình, vì có đôi vui hơn. Hơn nữa, khi mua sắm tại Avaji Thế Giới Nữ Trang Phụ Kiện, bạn sẽ nhận được ưu đãi siêu giảm giá khi mua từ sản phẩm thứ hai, giảm ngay 40%. Ngoài ra còn vô vàn ưu đãi khác nhân ngày khai trương. Avaji phụ kiện nữ trang, cùng bạn tỏa sáng. À, dạ chào chị. Hello. À em ơi. Dạ. Chị muốn mua tất cả các đồ trong tiệm này, mỗi thứ một cái, em một cái luôn. Ủa, chị, em được chứ không phải cái. À, xin lỗi. À, dạ. Một cái bánh xe đạp. Ủa chị ơi, cái gì chị cũng mua một cái còn lại ai mua? Tại vì chị ở cùng mình à. Đừng đi mua sắm một mình, vì có đôi vui hơn. Hơn nữa, khi mua sắm tại các cửa hàng của Avasport, bạn sẽ nhận ngay ưu đãi siêu giảm giá từ sản phẩm thứ hai, giảm 40%. Ngoài ra còn vô vàn những ưu đãi khác nhân dịp khai trương của Avasport. Avasport, thể thao chính hãng, sống trẻ, sống khỏe, sống chất. Ủa, em gái, em muốn đi mua sắm ở đây nữa hả? Mà sao đi mua một mình vậy? Mà chồng đâu? Trời ơi, mình ơi, tội lắm, không có đi với chồng. Ôi, mình ơi, hình như cái con ngựa này giảm tới 20% nữa, nó chồng sướng gì đâu. Chị nói đủ chưa? Em không đi với chồng, nhưng em đi với bạn. Lên. Và khi tụi em mua sản phẩm thứ hai, được giảm giá đến 40%. Khi mua sắm tại cửa hàng Ava Kids Thế Giới Của Mẹ Và Bé, bạn sẽ nhận được ưu đãi siêu giảm giá khi mua sản phẩm thứ hai lên đến 40%. Ngoài ra còn vô vàn các ưu đãi khác nhân ngày khai trương. Ava Kids, siêu thị mẹ và bé, mẹ khỏe, bé xinh, gia đình hạnh phúc. Thôi được rồi, nếu như mà tình hình căng thẳng vậy á, em nghĩ cũng không làm nữa đâu. Chốt. Không cần làm này làm kia. Cuộc sống vốn đơn giản, people không nên mắc không đi khay triệt như vậy. Tiến hành idea này đi. Vậy là sau hai thử thách, khách hàng đã hoàn toàn tin tưởng chúng tôi. Từ đó, tiếng lành đồn xa, rất nhiều công việc đã đến với chúng tôi. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Nói sao cho ngắn gọn xúc tích, trong 1-2 câu, quan trọng ngày khai trương ưu đãi cái gì, ngày giờ nào để khách hàng còn biết. Mà trên mùa từ ngày 10 tháng 1 tới ngày 30 tháng 1, đồng loạt khai trương Ava Sport, Ava Fashion, Ava Kids và Ava G, đồng loạt giảm ngay 20%, giảm 40% từ sản phẩm thứ hai. Truy cập website để chọn cửa hàng gần bạn nhất.